dâng em vì tóc xanh, mình ở trên em như vai. Một dâng em mùi cây nói cười, mùi xuân bay ngang ghé thang. Còn đêm trăng đôi vai ướt thiên hương, nuôi cây trái chín. Còn trăng lần môi xanh bài hát hôm nào, vì tim yêu dấu xa vời. Cuộc tình rời dặm quá đôi khi lại dần buồn. Có đôi lần một người quên lối hẹn. Bằng cùng điều đã để ta đón gió lên. Xin dần người một giây đã đến. Ngày nào giấc mơ yêu xưa không còn vui. Giây đàn chung cái giấc mơ hồng. Để buồn yêu thương đã mãi đêm qua. Cho chờ bạn chờ xin chia sẻ các bạn cách chơi một ca khúc dành riêng cho các bạn nữ. Ca khúc được mang tên Em Về Tóc Xanh. Mình nói là dành riêng cho các bạn nữ bởi vì mình hướng dẫn các bạn chơi trên tâm nữ. Các bạn có thể dành cho các bạn nữ hoặc các bạn nam có thể để cho các bạn nữ hát. Thì có lẽ đây là một trong một bài đầu tiên mà mình hướng dẫn các bạn nữ và hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có thật nhiều bài dành riêng cho các bạn nữ cũng như là cho cả những bài song ca nữa. Thì bài hát này là bài hát Em Về Tóc Xanh. Các bạn đã theo dõi clip mình cover lại bằng guitar. Và sau đây thì mình xin chia sẻ ca khúc này. Ca khúc Em Về Tóc Xanh này chơi trên nhịp 2/4. Và hợp âm của ca khúc này thì ca khúc này chơi trên hai vòng hợp âm, đó là chơi trên vòng hợp âm re trưởng và chơi trên vòng hợp âm la trưởng. Như vậy thì về cơ bản là nó sẽ gồm nhiều hợp âm hơn so với những bài hát thông thường. Các bạn nào chưa hiểu biết nhiều về nhạc lý thì không sao, nhưng các bạn nào đã hiểu về nhạc lý thì đây có lẽ là trường hợp, cũng là một trong những trường hợp đặc biệt. Đó là một bài hát chơi trên nhiều vòng hợp âm. Thì đầu tiên thì mình sẽ xin chia sẻ hợp âm của ca khúc này. Ca khúc này gồm 10 hợp âm. Vâng, 10 hợp âm. Các bạn đừng như vậy lo lắng nhé, toàn những hợp âm đơn giản thôi. Hợp âm đầu tiên, re trưởng. Hợp âm này rất là cơ bản rồi nên mình sẽ không nhắc lại cách bấm nữa. Các bạn có thể tìm trên mạng. Hợp âm tiếp theo là âm thứ hai, là âm si thứ. Hợp âm thứ ba, pha thang thứ. Hợp âm thứ tư, son trưởng. Son trưởng có nhiều cách giữ, các bạn có thể giữ như này cũng được, hoặc các bạn đã mới tập các bạn có thể giữ như này cũng được.
Hợp âm thứ 5 là hợp âm La trưởng, cũng rất quen thuộc. Hợp âm thứ 6 là hợp âm Mi trưởng. Hợp âm thứ 7 là hợp âm Đô trưởng, bài này dùng cả Đô trưởng. Hợp âm thứ 8 Pha trưởng. Hợp âm thứ 9, hợp âm thứ 9 là hợp âm Pha thăng trưởng. Các bạn giữ nguyên như Pha trưởng ở thế tay chặn, các bạn tịnh tiến lên ngăn thứ 2, ngón trỏ các bạn ở ngăn thứ 2, ở phím thứ 2. Đây là hợp âm Pha thăng trưởng. Và hợp âm cuối cùng là hợp âm Đô thăng trưởng 7. Hợp âm này hơi khó bấm thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách bấm. Ngón trỏ các bạn chặn hết phím thứ 4 cho mình. Ngón trỏ chặn hết phím thứ 4. Ngón áp út các bạn chặn, các bạn bấm vào dây thứ 4 từ dưới lên ở phím thứ 6. Và ngón út các bạn bấm cho mình dây thứ 2 từ dưới lên ở cũng là phím thứ 6. Đây là âm Đô thăng trưởng 7. Đó là phần hợp âm của ca khúc này. Thì hợp âm đó đặt vào những đặt vào các khúc như nào thì các bạn xem ở bên dưới clip của mình đã có phần hợp âm. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cách chơi ca khúc này. Các khúc này về cơ bản gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần intro, phần thứ hai là phần tỉa của đoạn vào đầu, và phần thứ ba là phần quạt trả của đoạn điệp khúc. Và các khúc này chỉ có 3 phần đó thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chơi đoạn intro này. Và intro này các bạn chơi thì các bạn giữ ở re trưởng. Bắt đầu các bạn giữ re trưởng và các bạn chú ý cho mình cái nốt này. Pa thăng, mi, pa thăng. Các bạn chỉ bấm ở dây đầu tiên. Đến mi thì các bạn nhả ngón giữa ra, rồi các bạn lại ấn vào luôn. Các bạn phải nhớ cái này để khi các bạn vào intro thì nó sẽ theo cái giai điệu này. Và intro của các khúc này cũng rất đơn giản, mình đánh đi đánh lại 4 lần như sau. Rất đơn giản thôi, các bạn giữ ở dê trưởng và mình sẽ nói thật chậm. Xuống lên, khi lên, khi đến lên các bạn nhả ngón giữa ra thì sẽ được. Tiếp theo, lên xuống thì các bạn ngón giữa các bạn lại giữ vào như hợp âm rê trưởng. Vậy chỉ có xuống, lên xuống. Các bạn chỉ nhả ngón giữa ra một lần, đúng không? Nhả. Đó, chỉ nhả chỗ đấy thôi. Thì các bạn đánh 4 lần như vậy là các bạn đã được intro của bài hát này rồi, rất đơn giản đúng không ạ? Như thế thôi. Thì đó là còn có những bạn nào bạn mới chơi guitar rất khó khăn khi lên xuống khi quạt trả thì các bạn có thể xuống không được, xuống cũng được. Các bạn có thể chơi tạm như thế, các bạn không cần phải lên vì phần intro của khúc này rất đơn giản. Đến phần tiếp theo là phần tỉa của đoạn đầu khúc này. Đoạn đầu khúc này các bạn chơi tỉa và các bạn vì bài này là bài trên nhịp 2/4 mình đã hướng dẫn. Nhịp 2/4 thì các bạn tỉa theo điệu blues. Và hôm nay mình cũng xin nói lại điệu blues như sau. Điệu blues nó sẽ bao gồm bát ba chậm ba chuyển, bát ba chậm ba. Khi chuyển thì cái bát tiếp theo các bạn sẽ là cái bát của hợp âm mới, cái dây bát của cái nốt bát của hợp âm mới. Và các bạn khi mà các bạn dậm chân ấy thì nhịp 2/4 sẽ bao gồm hai cái dậm chân mà. Thì các bạn cái dậm chân đầu tiên thì nó sẽ rơi vào nốt bát. Cái dậm chân thứ hai thì đã rơi vào cái chập. Và các bạn có thể như này, dậm chân thật đều, dậm chân chuyển hợp âm, dậm chân đó. Thì các bạn có thể về tự tập cái điệu này cho nó thật đều. Thì các bạn vào các khúc thì hợp âm các bạn nhìn bên dưới, và các bạn vào các khúc từ hợp âm lên trưởng sau khi các bạn bắt đầu đánh xong intro. Thì đây là giọng nữ nên là mình sẽ hát gọi là hát minh họa để các bạn có thể. Một sân em về trưởng, về tóc xanh. Xin
thứ, mây trắng theo em, pha tam thứ, những vai thị thứ, một sớm em sau trường về đây nói cười về trường, mùa xuân bay ngang sau trường, ghé thăm pha trường, pha tam trường, ghé thăm pha tam trường. Các bạn có thể tỉa như bình thường hoặc các bạn có thể quên xuống để thay đổi không khí. Và đoạn hai các bạn cũng đánh gần tương tự đến còn đó trong đê trường đôi vai ướt thiên hương xin thứ nuôi cây pha tam thứ trái chín còn trong làn mây son trường xanh bài hát hôm nào đê trường để tìm điều dấu son trường xa vời pha tam trường. Đấy là mình vừa đánh điệu blue và vừa đọc hồ âm cho các bạn. Nhưng mà khi các bạn chơi các khúc các bạn phải đánh thật đều. Nếu các bạn dậm chân các bạn cũng phải dậm chân thật đều. Ví dụ như này: mùa xuân về tóc xanh, mây trắng theo em níu vai, mùa xuân em về đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm, còn đây trăng đôi vai ướt thiên đường, nuôi cây trái chín còn trăng ngàn môi đó. Mình muốn nhấn mạnh để các bạn chơi thật đều, nhịp thật vững. Và đến cái đoạn tiếp theo thì đến cái đoạn tiếp theo là hai từ a hà a hà, thì các bạn đánh cho mình a hà, các bạn đánh cho mình ở hợp âm si thứ và các bạn chập cho mình cả 4 giây, giây bát và 3 giây 1 2 3 a hà. Và khi các bạn chập như này thì các bạn nhả dây cho mình để tạo cảm giác nó giật cục ấy. Thì các bạn nhả dây, các bạn đã xem clip hướng dẫn đôi giày vải của mình ấy, thì mình cũng có cái kỹ thuật nhả dây này. Sau khi a hà xong các bạn lỏng tay ra đột ngột thì âm thanh nó không vang nữa, nó bị chết lại đột ngột. Câu a hà thứ hai là đô trưởng, sau đó các bạn lại đánh điệu blue cuộc tình dài dòng đô sang trường 7, cuộc tình dài dòng quá pha thăng trưởng có đôi khi lại dần buồn tương tự nha hà, có đôi lần đôi trưởng, có đôi lần các bạn đánh cả đô trưởng và cũng là điệu blue. Một người là pha trưởng thì các bạn đến câu một người các bạn nên quẹt xuống, có đôi lần một người quên lối hẹn. Các bạn đến hợp âm mi trưởng và các bạn nhớ nhé, có đôi lần đô trưởng, một người pha trưởng cũng quên lối hẹn, thì trước khi thì đến từ lối hẹn là các bạn đã bắt đầu quạt quạt trả rồi. Các bạn quạt cho mình như sau, lối hẹn sẽ là xuống xuống lên xuống lên xuống xuống. Đấy thì mình xin nhắc lại một lần nữa, trước khi vào quạt trả lời khúc thì các bạn đánh cho mình ở hợp âm mi trưởng như sau, lối hẹn thật chậm, xuống xuống lên xuống lên xuống xuống, ok, xuống xuống lên xuống lên xuống xuống. Và các bạn phải đánh làm sao đến tốc độ nó như này, lối hẹn đó. Thì xong đó thì các bạn vào điệp khúc này thì nhịp 24 cho nên là các bạn sẽ phải chuyển hợp âm hơi nhanh một chút. Và trong phần điệp khúc này thì mình sử dụng trong phần quạt trẻ của điệp khúc mình sẽ sử dụng 4 hợp âm, đó là hợp âm la trưởng, pha tam thứ, re trưởng, mi trưởng. Đến đoạn gần cuối thì có sử dụng thêm son trưởng, nhưng về cơ bản là sẽ gồm 4 hợp âm đó. Thì mình sẽ đánh theo cặp thôi, cứ 2 hợp âm 1 cặp, la trưởng, pha tam thứ 1 cặp, re trưởng, mi trưởng 1 cặp. Mỗi cặp các bạn đánh như sau: bực bùng điều đơn để ta đứng gió lên, các bạn đánh cho mình xuống xuống ở la trưởng, sau đó các bạn chuyển sang pha tam thứ để các bạn đánh lên xuống xuống. Và đó, mình nhắc lại là khi các bạn đánh ở la trưởng thì các bạn đánh xuống xuống, sau đó các bạn chuyển sang pha tam thứ lên xuống xuống, pha tam thứ là lên xuống xuống, ok. Và khi mà các bạn đánh thì hoàn chỉnh thì các bạn đánh ở tốc độ này, xuống xuống lên xuống lên xuống xuống đó.
Thì đến cái cặp re trưởng, mi trưởng các bạn cũng đánh tương tự, xuống xuống ở một hợp âm đầu, lên xuống xuống ở hợp âm sau, và các bạn ghép vào bài thôi. Xuống xuống, lên xuống lên xuống xuống, xuống xuống, lên xuống lên xuống xuống, một vùng điều đàn để ta đang gió lên. Xin dâng người một giây đã đến, ngày nào giấc mơ yêu thương không còn vui, giây đạp chung quanh giấc mơ hồng, đời mùa yêu thương đã tan đến hoa, trông chờ bàn chân em đến. Biết đến câu ca cũng quá buồn, để ngàn năm sau hóa đá. Hóa đá thì các bạn lại không re trưởng, không đến mi trưởng như đoạn trước, mà hóa đá, cái điều hóa đá này các bạn lên son trưởng. Hóa đá cũng như vậy, cũng đánh được như vậy. Xuống để ngàn năm sau hóa đá. Ok, và sau đó thì các bạn lại tỉa cho mình. Thôi nhé em, tỉa điệu blue nhé. Thôi nhé em, lên trưởng tóc mây còn xanh son trưởng. Mây còn xanh son trưởng thì xin cứ la trưởng. An lành, đến từ an lành các bạn lại quay trở về đoạn intro mà mình đã hướng dẫn. An lành, đó là cách chơi của các khúc Em Về Tóc Xanh mà mình đã hướng dẫn. Thì có mọi khó khăn gì các bạn cứ chia, cũng cứ PM hỏi đáp ở bên dưới và mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng lần sau. Xin chào tạm biệt.